quay hai vậy trước. Biết từ nãy giờ ta nằm im là biết rồi đó. Rồi, ok, làm lẽ đang còn phục vụ người khác. Tại chẳng qua là thấy rõ đó. Ừ. Ê, con đừng mở, con mở là nó sẽ ấy chút. Sẽ giọng cái tiếng lại. Lắm mình nói chuyện sẽ giọng cái tiếng lại. Chờ con mấy phút thôi nha cô. Chưa ra hết. Ủa nó nằm ở đâu mất tiêu trên màn hình rồi ta. Trôi dẹp nó đâu. Đây đây đây. Trời ơi, nó già quá Trúc. Cái để lên nó thành một cục tròn vàng. Nó để lên rất là tách xuống. Hình như bữa Tết giờ cô mới ra phải không cô? Dạ. Ăn Tết xong mình với bé An có ra. Phải không cô? Cô đi Củ Chi phải, cô đi đường mới chỗ bánh cát không? Đúng rồi, cô đi cô qua cái phà đó. Ủa, cô phải qua phà luôn hả? Cô qua phà thì nó trời nó hơi nhiều. Ủa vậy hả? Cô phải chạy về tới cho tôi đi vừa rồi cô quẹo lên. Dạ. Cô đi đường bánh cát ở chỗ... Cô đi bánh cát thì cô ăn đi, cái cô đi xuống bánh phà, cô đi về Phú Hòa Đông. Mà cô phải qua phà luôn á hả? Cái vụ gì thì ế chứ cái vụ mộng mà làm ta phá coi đó. Đúng rồi, ngộ vậy đó. Nặng lên, uẩn. Đâu rồi, đây. Rớt hết trơn. Uẩn quá. Thấy không? Chắc là rớt rồi nè. Phải lấy một miếng này nè. Chấm vô miếng máu. Nó mới dính lại nè. Có tài. Từ bữa giờ bị dịch nên cô cũng đâu có đi chơi đâu hả cô? Đi chơi đã hết, gác lại hết rồi. Dạ, gác hết lại luôn. Chứ hồi trước Tết thì cô với chú bạn cô có lên kế hoạch luôn hả cô? Lên là lịch tùm lum. Dạ. Được rồi. Nguyên cái luôn á, mà trét được có hai, có ba bận. Mặt bự quá. Nếu cứ để cho nó khô giòn đi là nó ra nhiều lắm. Dạ chị Nga, lâu rồi không có gặp chị, khỏe không chị?
Bữa nào về ghé em nha chị Nga. Hết một bự rồi. Hết hấp dẫn rồi. Ừ. Đoạn lần là hết à?